qua là nhát tay, nhát tay, nhát tay lắm rồi. Gặp không chặt giật, hai sập hai đánh sập khung. Ăn cũng đã đánh. Đánh cho nó không nghỉ giật. Nó đánh rồi. Nếu ai đánh cũng phải đã nghỉ giật, nhất là một cây. Nỗi đau ai cũng phải trải qua một lần đúng không? Nỗi đau lắm. Vì có đau nặng hay đau nhẹ, nó vô thì giật mẹo. Bây giờ 300 ngàn làm sao bây giờ 3 triệu, 4 triệu đấy. Bữa đó là hết đánh nổi luôn. Chỉ thấy là vậy, đỉnh chỉ thấy mãi mà theo như em thấy thì 800 thì nó cứng hơn, cứng hơn, cứng hơn đúng không? Nó có mấy cái kẹt kẹt, chẳng đánh ok mình em thấy, đánh nó không quá nặng cũng không quá nhẹ, chứ mà cân bằng nó cũng sáu tư. Hồi đó em đánh được cây tách nhưng rồi em test thử rồi thì nó cứng nha, cũng hơi cứng cứng. Nói cho mà đánh là nằm tay á, nằm tay lắm. Nhưng mà nó thuộc cây cây nhẹ đúng không? Cây cân bằng, cây cân bằng. Chừng quá, đón đầu không có lùi lại, đón đón. Em làm gì? Làm cả đêm kiểu lắp logistics ấy. Kiểu em về làm giấy tờ xong nhận hàng hóa rồi điều xe đi. Nhưng mà xe giao tới khách rồi quay đầu xe quay đầu về. Thấy cái đầu hết. Thấy cái đầu rồi. Đêm rồi mà cái xác còn đi không. Nãy giờ là con mắt này nó nhức lắm rồi đó. Mạnh nhất. Em nói nhiều quá, xỉu quá. Thiếu máu não. Chính làm lúc lóc này đôi khi cũng bốc cũng ghét à. Mệt nha. Mệt đó rồi. Ngày xưa mà lúc anh còn đi học làm đồ án em học một chút làm thức đêm. Nước dữ lắm. Cái này mua phiếu ngủ, cái này còn cái thế giới mua em đá bóng gì tao chưa thấy Liên Minh á. Qua Việt Nam đánh ra đánh cái gì xếp nằm ngủ xong đớn à, cái gì anh nói rồi thấy cày cuối thì khoảng 3-4 cái đó là bắt đầu xếp bình oxy vô anh Duy đánh như vậy là Duy biết bữa nào mà anh khỏe em đánh dữ lắm đánh mà chạy là bao nhiêu luôn đập cái máy vậy mà bữa nào mà xong rồi thấy đánh khều 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 với cậu đánh về thì nó sợ chấn thương. Bây giờ thì lấy nhập nhập cảm quá thì phải khó có cái
cao cao đánh bên sân cầu quả mạnh khủng khiếp, tiếng cao đã cao mà đập còn mạnh nữa, để bắt tiếng đó đúng không? Đúng rồi. Đánh cây ngày dưới đó quá wow, đập đập là tiếng sao bùm. Các bạn